Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa với mấy hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda CR-V phiên bản TG sản xuất năm 2017, mới cách đây vài hôm thôi. Thì ngày hôm nay tôi lại mua được một chiếc xe Honda CR-V cũng phiên bản 2.4 TG, nhưng chiếc xe này được sản xuất năm 2016 quý bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, mới lăn bánh được hơn 11 vạn km thôi, cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nha. Cam kết với quý vị bạn là còn nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, tất cả còn nguyên bản. Và ở phiên bản TG thì quý vị bạn cũng đã biết rồi, phiên bản 2.4 TG là phiên bản cao cấp nhất, option đầy đủ nhất đấy, từ khóa thông minh, đèn nổ start top này, cửa sổ nóc này, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này, ghế chỉnh điện luôn quý vị bạn nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy. Chiếc xe thì rất mới, rất là đẹp rồi, màu trắng ngọc trinh đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016 này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 11 vạn km này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản, nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG 2016 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.